Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay từ bên cửa hàng mình còn xin giới thiệu với các cô chú một số giò chầm Rhodopterism, đó là chầm năm cánh trắng mắt đỏ. Nó được lai với cây Anthracnose của chú, là cây giả hạt đó. Và mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Và cây này là cây mũi trắng, nó đã sổ ra rất là nhiều cây mũi trắng luôn, rất là đẹp. Đây là hàng lai nha cô chú, nên nó có rất là nhiều mặt hoa sổ. Và đây là mặt hoa mũi trắng nè, rất là đẹp luôn. Và cái dòng có nó có mặt hoa mũi trắng thì rất là mắc cô chú, nó cũng có giá trị đó. Đây là hàng của Đài Rhodopterism, được lai với cây giả hạt. Và cây bên con thì hiện tại đang có một số thân đã đứng ngọn và nó tuột lá hết rồi, nó đang chuẩn bị bông nha cô chú. Tất cả đều là mặt hoa sổ, đây là giò mũi trắng rất là đẹp cô chú, cánh bầu mà cái lưỡi rất là đậm luôn. Và tôi đang sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Đây là mã số 1 cô chú, và nó sổ ra rất là nhiều mặt hoa mũi trắng rất là đẹp luôn. Thân này đi ngọn rất là tốt của chú, 1, 2, 3 thân tơ. Và trong đây nó đang có 1, 2, 3 thân già của chú, 3 thân tơ 3 thân già. Và thân già thì nó đang có một số thân nó đã bắt đầu sưng mắt rồi và nó chuẩn bị hoa nha của chú, rất là đẹp luôn. Đây là giò mã số 1 và giá tiền của nó là 450.000 nha của chú, mã số 1 giá là 450. Và cái thân này là dài được khoảng có 15 cm, tổng thân dài được khoảng có 25 cm, cây rất là đẹp luôn cô chú, mã số 1 và giá tiền là 450.000. Hàng sổ của cô chú, và nó có rất là nhiều mặt hoa sổ ra mũi trắng luôn, mặt hoa rất là đẹp cô chú, có hương thơm, mã số 1 450. Tiếp tục là mã số 2 nha cô chú, đang có 3 mầm lớn và 2 mầm nhỏ nha cô chú, cộng thêm một số thân già nữa. Và mấy thân này thì bắt đầu nó tuột lá hết rồi, nó chuẩn bị hoa hoặc là kia nha cô chú. Đây là giò mã số 2 và giá của nó cũng là 450.000 luôn, 3 thân lớn 1 thân nhỏ. Cây này nó sổ ra rất là nhiều cây mũi trắng rất là đẹp nha cô chú. Đây cô chú nhìn này, cái mũi trắng tinh luôn nè cô chú, rất là đẹp luôn. Đây là hàng sổ, cái lưỡi nó cũng rất là đẹp cô chú, cái lưỡi nè, cái lưỡi tím ngắt nè cô chú, và mũi là mũi trắng luôn. Và cái dòng mũi trắng thì nó cũng có ít, không có nhiều nha cô chú. Đây là giò mã số 2 và giá tiền của nó là 450.000 luôn. 3 thân lớn là được khoảng 20 cm và 2 thân ngắn nhất thì được khoảng 4-5 cm của chú. Và rễ nó đang xuống rễ rất là tốt, rồi mình về mình cắt bỏ chỗ nhựa ra và mình trồng lại. Và đây là cây Rhodopterism mới lai với cây giả hạt nha cô chú. Rhodopterism là năm cánh trắng mắt đỏ đó, là cây giả hạt. Mã số 2, giá tiền của nó là 450.000. Chú giá tiền của nó là 400.000 nha cô chú. Mã số 2 giá tiền là 400. Giờ mã số 2 400.000. Tiếp tục đây là mã số 3 của chú. Một thân lớn này dài được khoảng 25 cm. Và thân ngắn theo được khoảng có 23. Và mấy cọng ngắn ngắn này được khoảng có 10 cm. Và thân già đang có kỳ luôn. Và nó đang có một số thân già chuẩn bị hoa đó cô chú. Đây là mã số 3, giá tiền là 400.000 luôn. Số lượng chỉ có khoảng 30 chậu thôi cô chú. Mã số 3, giá là 400. Tiếp tục đây là mã số 4 nha cô chú. 1 2 3 4 mầm. Và đang có 1 2 3 4 5. 5 thân già, thân này đang có kia và nụ luôn. Và thân dài nhất là được khoảng cỡ 25 26 cm. Mấy thân ngắn này được khoảng có 20 cm, và cái mầm ngắn nhất là được khoảng cỡ 10 cm của chú. Giá tiền của nó cũng là 400.000 luôn. Đây là mã số 4, rất là nhiều thân già và nhiều mầm nha cô chú. Mã số 4 giá tiền là 400.000. Tiếp tục mã số tiếp theo là mã số 5 nha cô chú. Đang có 1 mầm nè đó. Và ở đây thì nó đang vừa có kia và vừa có mầm luôn, rễ xuống rất là tốt của chú. Và nó có thân già thì chưa hoa luôn, mà hoa sổ nha cô chú. Mã số 5, hai cái thân tơ lớn nhất là được khoảng cỡ 25 cm. Và giá của giò này là 400.000 nha cô chú, mã số 5. Giả hạt Rudo, chầm Rhodopterism được lai với cây giả hạt. Và nó có nhiều hoa sổ mũi trắng nha cô chú. Mã số 5, 400.000 mã 5. Tiếp tục là mã số 6 nha cô chú. Và giá của nó cũng là
Mã 6 thì thân ít hơn của chú và giá của nó là 350.000. Đây là mã số nè, 10524, và tên của nó là Rodop Terrism, được lai với cây album. Và đây là giờ mã số 6, giá tiền là 350.000 nha của chú. Mã số 6 đang có một thân già và hai mầm, một mầm mà được khoảng 18 xăng và một mầm là về được khoảng 12 xăng. Giá tiền của giò này là 350.000. Đây là giò mã số 6, 350.000 của chú. Mã 6. Đây là mã 7 nha cô chú, và giá tiền của nó cũng là 350.000 luôn. Một thân là về được khoảng 25 xăng. Và nó có một số thân già đang sưng mắt nha cô chú. Và đang có một số mầm luôn, có kỳ có mầm luôn. Đây là mã số 7. Giá của nó là 350.000. Đây là mã số 8 nha cô chú. Giá của nó là 350.000 mã số 8. Đang có hai mầm lớn được khoảng có 25 xăng. Thân già ủ nụ nè cô chú. Ở đây thì có một mầm nhỏ nè. Giá tiền là 3.500.000. Xin lỗi cô chú, giá tiền là 350.000 nha cô chú. Nói lộn một cây dinh trắng. Đây là cây 10524 là Rudolf Tezum Live với cây Anemum. Và giá tiền của nó là 350.000. Mã số 8 nha cô chú. Đây là mã số 9 nha cô chú, giá là 350.000 luôn. Thân lớn là dài được khoảng 30 xăng, thân ngắn là được khoảng 28 xăng. Đang đi ngọn nha cô chú. Và một thân già nè, đang hư ngọn, con đã cắt ngọn rồi, bây giờ có thêm nhiều ươm kỳ được cô chú. Đây là mã số 9, 350.000 mã 9. Đây là mã 10 nha cô chú. Đang có 3 kỳ, 3 kỳ nhỏ nè, và hai thân già. Hai thân già lớn thì một thân đang có kỳ nè, rễ phúc ra rất là tốt cô chú. Giá tiền của nó là 350.000. Mã số 10. Mã số 11 đang có mầm nha cô chú, một thân già và một mầm. Thân này đã thuộc lá rồi, đang chuẩn bị ra kỳ và cho hoa nè. Thân là sưng mắt rồi nha cô chú. Mầm đang phát triển rất là tốt luôn. Và giá tiền của nó cũng là 300. Đây là giá tiền là 300 nha cô chú, mã số 11. Hai thân này thì nó dài được khoảng có 30 xăng. Đây là mã số 11, giá tiền là 300.000. Và mã số tiếp theo là mã số 12, cũng có giá tiền là 300 luôn cô chú. Thân tơ này được khoảng 32 xăng và thân già được khoảng có 30 xăng cô chú. Thân này thì nó đang bắt đầu nó đang sưng mắt lên nè. Không biết là hoa hay là kỳ nha cô chú. Cây rất là mướt luôn. Và đây là hàng sổ, đã cho rất là nhiều hoa mũi trắng luôn. Mã số 12 giá tiền là 300.000 nha. Mã 12. Và bây giờ này thì rễ đâu đầu đang xuống rễ rất là tốt rồi. Giờ mình về mình sang chậu mình trồng lại thôi. Và đây là mã số 13 nha cô chú. Và cái thân lớn của nó là được khoảng cỡ hơn 40 xăng cô chú. Và thân dài được khoảng 40 thôi. Đây là mã số 13. Giá tiền là 300.000 cho mã 13. Tiếp tục là mã số 14 nha cô chú. Rễ phúng ra rất là tốt rồi. Cái mầm rất là mập luôn. Đang đi ngọn rất là khỏe nha cô chú. Đây là mã số 14. Một mầm. Và nó có một thân già. Thân già này thì nó được khoảng có 45 xăng. Và giá tiền của giò mã số 14 này là 300.000 nha cô chú. Mã số 14 giá tiền là 300. Tiếp tục đây là mã số 15. Giò này thì nó có hai thân, một thân già và một mầm, dài được khoảng 30 xăng. Và giá tiền của cái cọng này là 300.000 nha cô chú. Đây là mã số 15, giá là 300. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Mấy cái thân già thì mình về thấy mình kích kỳ để mình lấy hoa hoặc là mình xem kỳ nha cô chú. Tiếp tục đây là mã số 16 của chú, hai thân, một thân dài và một mầm, về khoảng 25 xăng. Mã số 16 và giá tiền của nó là 280.000 cho mã số 16 nha cô chú. Giá là 280, mã 16. Và đây là mã số 17, đang có một mầm và một thân già. Và cộng lớn thân già được khoảng có 35 xăng nè. Và cái mầm này thì được khoảng 10 xăng nha cô chú. Cái mầm rất là khỏe luôn. Và thân già này thì nó đang bắt đầu sưng mắt đó. Và có một kỳ cho thân nè cô chú. Đây là mã số 17,
giá của nó là 280.000. Tiếp theo là mã số 18 nha cô chú. Một thân già lớn là được khoảng 45 xăng và một mầm mới được khoảng từ 10 đến 12 xăng. Giá tiền của nó là 280. Đây là mã số 14. Thân già chuẩn bị hoa hết rồi nha cô chú. Đây chuẩn bị hoa hết rồi. Mã số 14 280.000. Xin lỗi chú, đây là mã số 18 nha cô chú. Giá là 280.000 mã 18. Và mã số tiếp theo là mã số 19 nha cô chú. Cây này thì nó đang có một số mầm này. Có một thân đã đứng ngọn rồi và cái mầm đã phát triển rất là tốt luôn. Đây là mã số 19. Giá tiền của nó cũng là 280 luôn. Nó dài đồng hạ có 20 xăng thôi cô chú. Giá là 280.000. Đây là mã số 19. Và đây là mã số 19 nha cô chú. Giá tiền là 200.000. Mã số 19 giá là 200 nha cô chú. Đây là mã số 20 nha cô chú. Giá tiền là 200.000. Rễ nó phúng ra rất là tốt luôn. Và thân này là nó dài được khoảng cỡ 25 cm, mã 20. Giá là 200.000. Tiếp tục đây là mã số 21 nha cô chú. Một mầm được khoảng 20 cm và một thân già được khoảng có 10 cm thôi cô chú. Rễ phúng ra rất là tốt rồi. Mã số 21 và giá tiền của nó là 200.000. Và đây là mã số 22. Giá là 200.000 luôn. Và đây là mã số 23 nha cô chú. Mã số 23 dài được khoảng 18 xăng cô chú. Và cái thân già này có thể mình nó có thể là lên kia nữa nha cô chú. Mắt nó vẫn còn sáng rất là tốt luôn. Giá tiền là 200. Mã số 23. Và đây là mã số cuối cùng nha cô chú. Mã số 24. Mà thân này thì có thể là lên rất là nhiều kia nữa nè cô chú. Ở thân già còn rất là nhiều luôn. Giá tiền là 200.000 nha cô chú. Mã số 24, mã số cuối cùng. Dài khoảng 20 cm nè. Mã 24. Giá tiền là 200. Mã số cuối cùng nha cô chú. Số điện thoại mới coi là 0908 846 804 và địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú.